Sư cho con hỏi những chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ thuộc loại không hưởng được phước hồi hướng thì có phải họ phải chịu hết quả xấu mới đi đầu thai được? Hay chúng sanh trong cảnh giới địa ngục cũng, cũng vậy? Nếu họ ăn năn sám hối có được giảm nhẹ tội không à? Tại sao lại có chúng sanh được hưởng phước hồi hướng đó? Có loại lại không? À, tại sao lại có chúng sanh được hưởng phước? Hồi hướng có loại lại không? Và họ làm sao để thoát khỏi khổ cảnh? À nãy quên hiện cái... Đấy Đây là câu hỏi nữa. Thì um, Thưa với quý vị đó Ở trong uh, Chú giải pháp cú Trong cái bài kệ mà Đường dài cho um, À, đêm dài cho kẻ thức Đấy, đường dài cho kẻ mệt luân hồi dạy kẻ ngu không biết chân diệu pháp thì trong cái chú giải của bài kệ pháp cú này đó có nhắc đến bốn cái chàng thanh niên ở uh, thời quá khứ đã ăn chơi xa đọa và tạo nhiều ác nghiệp nhưng mà lại không có làm phước trong suốt cái thời kỳ mà họ sống sau khi thân hoại mạng chung họ rơi xuống địa ngục Uh, địa ngục đồng sôi do cái tội tài dâm thì họ có sự ăn năn nha họ ăn năn trong suốt thời gian ở dưới địa ngục và mỗi một lần họ trồi lên như vậy đó thì họ đọc um, họ định là đọc một bài kệ để chứng tỏ sự ăn năn của họ nhưng mà họ chỉ vừa thốt lên một lời thôi thì họ lại chìm xuống lại thì vua bác sĩ nó đi đó do cái uh, phước cho nên là nghe được cái uh, lời bốn cái bốn cái âm thanh của những chàng thanh niên này và thế là đức uh, là vua Bassa nó đi mới đến hỏi đức thế tôn đức thế tôn mới diễn giải ra cái lý do mà có những âm thanh này là như xưa vừa nói thì như vậy có nghĩa là chúng sanh ở địa ngục không phải họ hoàn toàn không thể suy nghĩ do cái uh, chịu cực hình họ vẫn có thể suy nghĩ nha, thí dụ như uh, bốn chàng này đó bị tra tấn vẫn đủ thời gian để suy nghĩ hối hận và thời gian đủ dài để làm thành một bài kệ mà. Đấy. Nhưng mà sự hối hận của họ không đủ để đưa họ thoát khỏi cảnh khổ. Mà chúng sanh ở địa ngục họ phải chịu hưởng hết cái quả khổ của họ thì họ mới có thể đi đến cảnh giới khác. Để cho nên cái chuyện mà ăn năn sám hối thì không có được giảm nhẹ tội ở cái cảnh giới này hoặc có lẽ có có lẽ có thì nó cũng rất là hạn chế nó cũng rất là hạn chế bằng chứng là họ đã ăn năn sám hối từ thời đức phật quá khứ cho đến thời đức phật hiện tại nha cách hai cách thời kỳ hai vị phật mà vẫn chưa hết cái quả ác nghiệp trong khi đó cái quả ác nghiệp cụ thể của họ là làm cái gì À, có tiền ấy, giàu thì thấy con gái nhà lành thì cứ như vậy vung tiền ra mà ngủ với họ thôi. đấy, họ chỉ có tạo ác nghiệp như vậy, nha. nhưng mà sự ăn năn hối hận không có giúp gì được họ hết. rồi cũng à, trong trung bộ kinh, à, đức thế tôn có có lần ấy, có một vị tỳ kheo sau khi à, xuất gia rồi hoàn tục sau đó vị thì vị này đó đương nhiên không còn là tỳ kheo nữa đi tu học với ngoại đạo rồi ông thầy ngoại đạo của vị này đó chết thì vì một vài lý do cho nên vị này lại một lần nữa gặp đức thế tôn do cái người này đã tuyên bố là sở dĩ mà tôi hoàn tục á à, tôi không có tu với ông với đức thế tôn nữa là tại vì tôi biết hết rồi cái gì phật nói tôi biết hết rồi thì đức thế tôn mới kêu vị này lại nha kêu vị này lại và hỏi đấy và trong cái bài kinh này có một đoạn đó là đức thế tôn <laughs> đem cái vị thầy ngoại đạo của người này này chịu hồi tới bằng thần, năng lực thần thông của đức thế tôn và vị người thầy này á, là một loài ngạo quỷ và khi xuất hiện thì vị này có cái sự hối hận là do khi mà còn làm người đó không có tạo phước thì như vậy cái sự hối hận của họ cũng không giúp cho cái con ngạo quỷ này nó đổi được một cái kiếp sống tốt hơn rồi trong chú giải pháp cứu um, chứ không nhớ là bài kể nào nhưng mà à, có kể đến trường hợp là một con cá một con cá mà người dân đánh lên thân hình nó rất là đẹp nha nhưng mà cái miệng nó rất là hôi thì khi mà người ta đem cái con cá đó lên đến Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới nói là cái con cá này là nó tạo ác nghiệp thời xưa là một ông sư hồi xưa là từng là ông sư tạo những cái ác nghiệp là chia rẽ tăng đoàn rồi làm cho sự chậm trễ truyền bá chánh pháp nhưng mà do cũng có thuyết pháp ấy, cho nên là cái được cái thân hình đẹp đấy và đức phật dùng cái năng lực thần thông của ngài để con cá có thể nói chuyện và khi con cá nói chuyện con cá nó biết nó hồi xưa nó từng là một ông sư và bây giờ nó đang gặp một vị chánh đẳng giác nó có sự hối hận nhưng mà nó vẫn tiếp tục mệnh chung và đi địa ngục nha cho nên không phải chúng sanh nào mà họ ăn năn sám hối cũng có thể thay đổi được kết quả nghiệp của họ nha thành ra là làm làm loài người ấy thì mình có làm sai thì mình ráng sám hối chứ để mốt mình làm cái loài khác nó khó lắm. Ừ. Còn cái lý do mà có chúng sanh hưởng được phước hồi hướng còn có cái loài ngạ quỷ thì không hưởng được là như sau. Loài ngạ quỷ mà muốn được tái sanh loài người á, một chúng sanh mà muốn được tái sanh làm cái loài ngạ quỷ hưởng được phước hồi hướng. Đầu tiên là họ phải tin nhân quả nha. Yeah. Cái thứ hai là họ phải có cái lòng hào sản, tức là họ có bố thí. Họ có bố thí. Thì do hai cái nhân này nè, thì khi mà họ đọa xuống cái hàng ngạo quỷ đó, thì họ vẫn hưởng được phước hồi hướng. Do đâu? Do họ có tin nhân quả và họ có bố thí. Ừ. Đấy. Rồi. Tư có uh, đúng không? đẹp thế hả? Cầm đâu? làm luôn nam mô bổn sư thích ca ni phật thì sư uh, cũng xin uh, bổ sung cái câu uh, hỏi này là Nó mất rồi chúng sanh uh, ngạ quỷ uh, nhận được phước hồi hướng đó anh lội không nhận được à, lội nhận được làm sao để thoát khỏi cả cảnh khổ đó. thì nói về phước hồi hướng đó quý vị phải biết rằng á uh, là không phải là phước nào mình cũng hồi hướng được thí dụ bây giờ mình tạo phước cung kính đi mình vô gặp ông sư mình đánh lễ rồi cái đó làm sao đem hồi hướng chẳng hạn rồi mình nghe bài pháp mình có phước phước nghe pháp cái đó đâu có hướng được tức là không hồi hướng được là tại vì có hồi hướng cũng không nhận được nhưng mà chúng sanh đó, đó họ sẽ tùy hỷ được với cái phần phước của chúng ta ví dụ bây giờ mình nè ví dụ mình làm người nè mình nghe ai là bữa nay vô chùa làm phước bố thí à, cúng dường chữ tăng cái mình nghe mình vui mình cũng mừng giùm mình mừng giùm họ à, Tì hỷ mình tỳ hỷ công phước đó thì cái phỉ lạc sanh khởi mình vui thì chúng sanh ngồi ngã quỷ mà con ngã quỷ gọi là tí đô quýt đá các vách thú đó ngã quỷ vách nhà là chỉ có cái loại thứ đó thôi mới nhận được cái phước hồi hướng mà phước gì là phước cúng dường đến chữ tăng cái phước cũng dưỡng thì tăng đó mới hưởng được cho nên á để thấy các vị hồi hướng tùm lum ba la hết tức là cái gì cũng đem hồi hướng cho uh, nguyên thuộc ba bản. để xin các vị nhận được uh, được khó khăn ngăn khổ không không nhận được ví dụ mình tụng kinh mình có phước nhưng mà mình không cái đó không có hưởng được bởi vì phải phân biệt được hai cái là cái phước nào nhận được cái nếu mà người nhà mình người thân mình sanh làm ở cảnh giới ngạ quỷ mà ngạ quỷ ở vách nhà đó nhận được và cái phước nào cho dù là kể cả gã Vĩ vách nhà cũng không thể nhận nhưng mình có thể nhận, nói cho họ là nếu họ có thể ở đó họ nghe được họ cảm nhận được thì xin các vị quan nghĩ về một Phước này trong 10 thiện nghiệp nó có cái thập thiện nghiệp là có một cái trong một 10 thiện nghiệp là tỳ hỷ phước tuy rằng không nhận được nhưng mà có sự tỳ hỷ còn chỉ có một cái nhận được thôi đó là cái phước cúng dường vật thực đến chư tăng quý vị biết á ngài sa phất khi mà ngài gặp cái bà mẹ là sinh làm ngài quỷ đó bà khổ đau bà uống nước thì nó thành máu mà ăn vật thực thì nó thành phân ăn được thì bà mới gặp lợi gặp ngài thế phất bạch ngài con là tiền thân của ngài tiền thân con là từng là mẹ của ngài xin ngài hãy giúp con thoát khỏi cái cảnh này thì ngài ngay cả ngài sẽ phất ngài, nếu mà hồi hướng được á cái phước ngài sẽ phất có biết bao nhiêu ngài chỉ cần hướng thôi nhưng không được ngài cũng phải ôm bác đi vô gặp vú học sinh đi giờ khất thực sau người mới đem cái phần vật thực đó vô cuốn dường lại đức phật và tăng chúng sau đó ngài mới lấy cái phần phước đó ngài hồi hướng lại cho uh, bà mẹ là, là, là tiền thân tiền thân là bà mẹ bây giờ là của ngài quỷ thì lúc này nó mới nhận được phần phước đó và nó thoát khỏi cái cảnh khổ đau của ngài quỷ đói đó, đó. thưa quý vị thì tóm lại đây mình phải rành mạch giữa cái chuyện phước nào hồi hướng được và phước nào hồi hướng được có những người họ làm phước cho đã nhưng họ vừa, vừa chúng dừng chưa tăng mà họ quên đi cái chuyện hồi hướng thì quyến thuộc họ đối khác họ không có họ không nhận được giống như nhờ mình giàu anh em bà con cô châu bác mình hay là con cháu mình nó nghèo nó đói nó đi ăn xin nhưng mà mình không cho thì nó không ăn được cái tạo phước á đi vô chùa cúng dường nên chưa tăng mình phải hồi hướng đến quyến thuộc đạo quán bản nếu lỡ mai họ chẳng may họ sanh làm cái ngạ bị vết nhà nhờ cái công đức đó, hồi hướng đó cho nên họ uh, có thể là uh, một phần trăm nào đó họ có thể thoát khỏi cái cảnh uh, ngạ quỷ tại Giống như cái tích truyện mình đã, nãy kể đó, tích truyện ngày uh, ngày sa lợi phất uh, hồi hướng cho bà mẹ là con ngạ quỷ thời quá khứ, uh, xin hết. Sửa uh, bổ sung một tí xíu nữa, đó là uh, mặc dù á uh, là những cái uh, phước khác ví dụ như là đọc kinh chẳng hạn thì uh, nó không có giống như cái phước uh, cúng dường tuy nhiên những chúng sanh khác uh, họ có thể họ tùy hỷ và quý vị nhớ dùm cái điểm này uh, tại vì sao? Bởi vì uh, ở trong tương ương bộ kinh uh, có trường hợp uh, một vị sa di khi mà tụng kinh uh, thì vị này hồi hướng phước đến cho uh, mẹ của mình nhưng mà bà mẹ hiện tại thì bà không biết bà không nhận được nhưng mà bà mẹ đang là giả dạ xoa đó thì khi bà biết thì bà hoan hỷ và khi bà tùy hỷ phước với lại cái vị sa di này đó cho nên là chư thiên cũng rất là tôn trọng bà nha à, còn cái việc cúng dường thì không nhất thiết phải cúng dường đến chư tăng mặc dù cúng dường đến chư tăng là phước chỗ nhiều nhất nhưng mà không có nghĩa là mình cúng dường đến những con vật khác những cái đối tượng khác nó cũng không có phước và mình không thể hồi hướng